ký Kim nói sao? Thư ký Kim cô ấy không đồng ý, không chịu giúp mình. Bằng mọi giá cũng làm cô ấy phải đồng ý. Nếu như không đưa thư ký Kim về được thì em cũng đừng hòng bước chân vô căn nhà này nữa, em hiểu chưa? Chắc là cô mệt mỏi lắm đúng không? Ngày nghỉ cũng không được nghỉ ngơi. Tôi từng mong là thư ký Kim sẽ không bao giờ quay lại chăm sóc cho phu nhân bác một lần nữa. Phu nhân bác muốn gặp tôi, nhưng tôi không muốn tới nhà. Là vì giám đốc hết đó. Nhưng giám đốc cứ làm như vậy với tôi, tôi không thể tới gặp phu nhân bác được nữa đâu. Cậu thấy thư ký Kim thế nào? Tôi thấy cô bé này rất dễ thương, vừa tốt bụng là vừa nhân hậu. Chủ tịch nghĩ Đô Tranh của mình là người tốt, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ nghĩ con bé sẽ là vợ của con trai mình.